Không, em hiểu qua lắm, nhưng khi laser thì boss mất HP khá nhiều nên nghĩ boss cuối nằm ở 4 xếp hậu quả. Vấn đề của boss cuối là nó hay kháng sát thương và hồi HP liên tục. Đúng luôn kia, phải diệt cầu ngay. Cảm giác con này hồi máu còn kinh hơn cả con Guardian. Nước biển sinh ra trời này thì ok à đâu nhập quên mất màu xanh màu tím nó mới có ấy, màu tím nó mới là giáp, tí là giáp tím với vàng, cái gì mà tím xanh lá với tím phải xanh lá này sinh ra trời với cả màu đỏ nó làm được ấy thì vàng nó làm được hết. Ôi anh thì việc khổng lồ với anh thì có ấy em nữa mẹ nó cứ thùng đít này cũng chịu chịu ấy. Boss này M4 thì ngon hơn. Đúng, thì M4 đúng. đúng đấy. Vàng tổng hợp luôn, vừa hồi HP lại tạm thời bất tử. Dạ. Được cái vàng này đúng là quý hơn vàng. Đây ạ. Mẹ hai con luôn. Ủa thì sư nhà nó. Mẹ kìa. Lại chết nữa. Lại chết. Mấy con creep nó khó chịu vậy. Mà nó gần chết nó lại bật heal lên. Cũng nhóc thực sự con này đấy. Con đầu buổi có chịu vậy rồi. Mà lúc bao nhiêu nó hồi bấy nhiêu. Trộm lại. Một phát quay à. Tí chết. Tí chết. Qua màn à? Ừ, lại được thêm 5 mảnh bò nữa. Mẹ sợ vãi cả nồi. Còn 5 giây, trùng 5 giây. Mệt đấy. Đúng 1 giây. Vãi lời. Ý vậy. Ô bác ơi, ác tôi xác thực số điện thoại giờ bắt xác thực lại là sao? Có mùi đấy, có mùi đấy, có mùi rồi đấy. Có mùi rồi đấy. Vãi cả nhái thân tôi. Để tôi show màn hình luôn cho chắc cúp. Đã xem nào. Xem mà đây. Nứt. Úi dồi ôi. Ô được bò. Được tốt tốt tốt. 7 phi siêu win. Xem hiện tại bò 48 mảnh bò rồi. Ơ thế á? Thank you.
Thank you.